Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây để địa phận xã Đá Bạc. À, đường này sắp đổ nhựa hả? À, đo đây à, P1 đây. Mốc này. Là đất mình đến đâu? Chắc là hết cái chỗ núi đào B40. B40. Chắc là hết đến đây. Đúng không? Trồng mì nó tận mái dưới kia mà. À, dưới kia hả? À, 7 sao. Nhưng mà 7 sao anh nghĩ không to như vậy đâu. 7 sao đó. Giới thiệu quý vị một lô đất nào có diện tích là 7 sao. À, thuộc địa phận xã Đá Bạc. Chỗ khu vực này nó giáp với lại khu vực mà Vingroup về nghiên cứu ấy, về lập dự án, nhưng mà không biết con làm hay không thì không rõ, nhưng mà đại ý nó là như vậy. Lô này thì được cái hai mặt tiền, một mặt đường nhựa và một mặt đường đá. Này đường đá này thì đang chuẩn bị đổ nhựa. Cái lô này thì là diện tích 7 sao, có chiều ngang mặt đường đến 70 mét. Hiện đang trồng mít này, đất đây đẹp lắm, đất màu mỡ tươi xốp tuyệt vời. Giá đang chào bán cho lô đất này chỗ bà chủ chào là 10 tỷ quý vị nhá. 10 tỷ. Thì chỗ bà chủ này là chủ của hai lô đất. Là một lô nằm trên mặt đường chính để đi ra thẳng cái khu nghiệp Đá Bạc ấy. Cái đấy thì 8 sào 4, nhưng mà bán 1 tỷ một sào thì là thành 8 tỷ 4. Cái này thì 40, cái chiều này ngang 40. Chiều này ngang 40, chiều này sâu vào là 70. Thì giới thiệu quý vị là một lô đất nó có vị trí là như vậy, ngay khu nghiệp Đá Bạc. Thì là giá như vậy. Thì quý vị nào có nhu cầu mua ở đây thì alo cho tôi nhé. Khu vực này khu vực dân cư ấy, gần với lại Vingroup. Vingroup là đằng này đúng không em? Nghiên cứu đây. Cái khu này lúc trước là nhộn nhịp lắm đúng không? Dân đi mua đất là như đi chợ luôn. Đồng ha. Thế đợt trước em có bán được nhiều không? À, thì cũng được vài lô. À, vài lô. Dạ. Bán rồi em bán à? Dạ thì em cũng mua đi bán lại mà cũng chung quá à. Hồi mua đó, cũng có chung cái gì tâm rồi đó. À, mua đi bán lại này. Phỏng vấn nữa chút. Rồi. Ok. Thì biết là chỗ đây là mặt này nó là 40 m. Mặt này 40 m, mặt kia sâu là 70 m. Rồi thế là giáp nhau luôn đấy. Rồi, xin chào quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.